Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Cao Su Mavio Bắc Giang. Em làm một đoạn clip giới thiệu về mặt hàng em về. Hôm nay em về là rất nhiều hàng bâu xe nhé, bâu CD2, hàng rất đẹp. Đây, một loạt hàng loa bâu, đây là CD màu vàng nhé, bâu màu vàng. Đây, 4 đôi màu vàng và 5 đôi màu đen, rất đẹp, toàn hàng đẹp keng luôn, quá đẹp luôn. Đấy, các bạn xem này, hàng về em để chọn kỹ, quá đẹp luôn. Đấy, em chưa được phun đây, đây em được phun một chiếc màu đen ra, quá đẹp luôn. Thật là đẹp nhé, này những chiếc chép quá đẹp, màu vàng với màu đen thì nó cấu tạo tất cả hình thức ruột gan, nó chỉ khác mỗi màu thôi. Và thực sự là những đôi series bô xe series 2 nó chất âm, nó nghe nó cũng 1910 so với series 3 và rẻ nửa tiền. Thì các bác có nhu cầu thì các bác cứ alo em qua số điện thoại 0963 101 308, em giao hàng toàn quốc. Các bác nào dùng ghép những đôi này mà các bác có một đôi BMW rồi mà các bác ghép một đôi loa bâu này, dùng hai dòng loa tạo ra hai chất âm khác nhau hòa quyện vào nhau nghe cũng đẳng cấp luôn. Và bên này em về những cặp filler này, cặp filler này cũng rất đẹp nhé, hàng filler F707, hàng cực gấu luôn, với hồng nặng khủng khiếp. Về mặt loa, mặt gỗ dày hai đốt ngón tay luôn, thùng loa rất dày. Về phần chất mặt quá nặng, bạn những cặp loa ra. Đây là những cặp loa Tiller A77, máy chất âm quá tuyệt vời và giá thì cũng cực êm luôn. Các bác nào mà chỉ thích nghe nhạc không thôi, các bác sở hữu những đôi loa này thì nghe quá tuyệt vời. Dòng loa Tiller nó thuộc là dòng loa cực hay, rất hay. Nếu mà trong các dòng loa Nhật thì em chỉ đam mê mỗi dòng loa Filler. Và bên này em cũng có những cái cặp loa, đây ạ, mời các bác xem nhé. Đây, những cặp Filler chất âm quánh rất gấu, quánh uy lực. Dòng này thì công suất nó khỏe hơn những dòng Filler. Bên này em có những cặp loa B-Band 210 và những cặp loa 212, bên em rất nhiều. Bên em hàng hóa này bày ra điện, bày một ngang cả. Và đây là những cặp loa HZ Audio, cặp này sở hữu bát leo nhé, bát leo khủng châu ấy, người ta tép khủng, tép đại ca luôn, tép 19 cm. Các nào chơi cái dòng nhạc uy lực nhạc xa hát karaoke thì sở hữu những cặp loa này thì vô địch luôn, không bao giờ phải suy nghĩ về chất âm thì cả độ khỏe của nó thì chắc chẳng có loa nào khỏe được so với dòng HZ Audio. Những cặp BMW 252 bên em cũng số lượng rất khủng luôn, rất nhiều. Và những cặp 350V bên em về cũng quá nhiều luôn. Đây là những cặp bâu xe series 3, bâu series 5. Này em chú trọng về giới thiệu cho các bác là em về đa số về mặt hàng bâu. Đây, bâu 4.2
đây là CV3 này, đây là CV4 này, nói chung là 2, 3, 4, 5 bên em là đủ hết các mã sản phẩm. Và đây là những cặp CV3 màu vàng bên cặp 4 rất nhiều. Bên em lọc tiếp hay là những âm ly ra mua quá nhiều. Đấy, những chiếc lọc mà răng quá đẹp, màu vàng gold rất nhiều. Riêng những cặp các bác mà sử dụng phòng nhỏ mà dùng một đôi loa bâu này, cả một chiếc âm ly 2.3 Jaguar xịn này, N35 mã, bên em cũng đủ hết nhé, không thiếu dòng nào, rất nhiều cặp bâu. Vâng, các bác có nhu cầu cứ liên hệ em qua số điện thoại 0963 101 308, em giao hàng toàn quốc với địa chỉ của em là khu 2 thị trấn Thắng, huyện Thạch Hóa, tỉnh Bắc Giang. Và nhắc các bác là bên em là bên cung cấp và phân phối cho anh em trên mọi miền Tổ quốc, anh em thợ trên mọi miền Tổ quốc, và phân phối bán lẻ cho toàn bộ anh chị em trên mọi miền về các sản phẩm âm thanh nghe nhạc karaoke hàng đầu trên thế giới với thương hiệu đủ các thương hiệu, và những thương hiệu nổi tiếng như Bose, B3, BK và JBL đủ hết các hàng, toàn là hàng xịn đấy nhá. Và các bác đam mê âm thanh, các bác chú ý đăng ký kênh của em để được giao lưu tiếp cận những mặt hàng toàn hàng nước ngoài, hàng xịn nhé. Bởi vì những video em test thử hoặc là những video em làm cho các bác xem nội tại về những sản phẩm bên em cung cấp, các bác sẽ được trải nghiệm về các mẫu sản phẩm, các model, các đời. Vâng, em xin phép dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.